Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của tôi. Trong video lần này thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm xe tải với tải trọng là 3,5 tấn và thùng của nó sẽ dài đến 5m05. Để cho các bạn là ai là người đang có cái nhu cầu phù hợp với cái xe tải ở đây, các bạn sẽ có thêm một cái sự lựa chọn mới. Và hãy theo dõi hết video này của tôi nhé. Ở phần đầu video thì tôi cũng sẽ nói qua một chút về cái nguồn gốc về cái sản phẩm này. Thì xin chia sẻ thẳng thắn với các bạn luôn, đây chính là cái sản phẩm Terra 345 của ngày trước, 345SL của nhà máy D2 Moto. Đó. Và sản phẩm đó thì nó là tải trọng 3,5 tấn thì thùng dài tới 6m05 và 6m2 với hai phiên bản thùng. Thế nhưng mà sau năm 2020 thì nhà máy cũng đã cảm thấy rằng là cái phân khúc thùng đó thì nhiều khách hàng hỏi thêm cái phân khúc thùng là 5m thôi, chỉ cần 5m thôi. Thì nhà máy đã cho ra cái sản phẩm là Terra 350. Và sản phẩm này thì về nội thất, ngoại thất này, thùng bệ này, cũng như là cái động cơ, nó có thiết kế giống hệt với chiếc Terra 345SL. Nó chỉ thay đổi về cái kích thước của thùng thôi, về cái chiều rộng này và chiều cao thì giữ nguyên, và thay đổi về chiều dài. Chiều dài nó sẽ ngắn đi một chút để cho các bác ai đang cần cái phân khúc thùng chỉ khoảng 5m thì nó sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Thì sau đây thì sẽ giới thiệu lại một chút về cái vẻ đẹp ngoại thất của nó, để cho các bạn ai là người lần đầu tiên xem cái video của tôi thì sẽ có cái nhìn bao quát nhất về cái sản phẩm này. Thì đây, Terra 345 là một cái sản phẩm tải trọng 3,5 tấn, cho nên nó cũng sẽ được thiết kế một cái dạng cabin đầu vuông, trông rất là rộng rãi, với đầy đủ cụm gương chiếu hậu hai bên này, gồm gương trên và gương dưới. Với cái bản gương như thế này thì nó sẽ giúp cho các bạn quan sát hết tất cả những cái điểm từ trước ra sau, cả thùng và cả phần lốp nữa. Nó sẽ giúp các bạn di chuyển an toàn hơn, và bao gồm ở đằng trước đầu xe thì có cả gương cầu lồi, và ở bên phụ kia cũng có luôn cả gương cầu nồi. Tóm lại là với cái chiếc xe này, khi mà ngồi trong cabin thì chúng ta sẽ có cái tầm nhìn tăng lên đến 200%. Nói chung là nó sẽ gấp đôi tầm nhìn lên để cho các bạn lái xe an toàn hơn. Đó. Còn về phần đèn, cụm đèn cũng như là về phần logo thì đây, logo được làm từ kim loại chrome. Đấy, sẽ giúp cho cái phần đầu xe của các bạn đó có cái độ thẩm mỹ tốt hơn. Và ở bên dưới thì là cụm đèn chiếu sáng và đèn pha xương. Cụm đèn chiếu sáng của xe tải Terra 350 thì có cả một cái giải đèn led ở bên bên lề đây, bên lề của cụm đèn, pha cốt độc lập. Và cái cụm đèn xi nhan thì nó sẽ được đặt ở hai vị trí, một là đặt cùng cái cụm đèn chiếu sáng, và đèn một cái đèn xi nhan phụ nữa thì nó sẽ được đặt ở hai bên sườn phần cánh cửa này. Đó. Bởi vì nó đặt thêm ở đây thì nó sẽ có thêm cái vị trí quan sát, thì khi các bạn xi nhan thì người đi hai bên và những người đi đối diện thì có thể nhìn được, biết được các bạn đang xin đường. Đó. Chỉ còn một cái đèn đằng trước không thì nó không ăn thua. Và đặc biệt là những cái dòng tải lớn như vậy thì nó cần thiết, nó những cái trang bị này thì nó rất cần thiết để cho các bạn có thể di chuyển an toàn trên xe. Phần ba đờ sốc thì nó cũng hoàn toàn khác với những chiếc xe tải bình thường nhé. Bình thường thì có thể làm nhiều cái dòng xe tải người ta chỉ làm bằng cái chất liệu hợp kim, hoặc là nhiều còn hoặc nhiều dòng khác thì nó còn làm bằng cả cái nhựa. Thế nhưng mà ở xe tải Terra 350 thì nó được làm một cái ba đờ sốc rất to, và làm bằng thép, chất liệu thép khá là tốt. Nó giúp cho cái phần đầu xe trở nên cứng cáp hơn, không ngại những cái vấn đề ví dụ như chẳng may các bạn va chạm nhẹ một chút. Sau đây thì tôi sẽ mời các bạn cùng đến với cái phần thùng của xe tải Terra 350. Và cái phiên bản thùng này thì chúng tôi tự gia công ở bên Tây Đô. Thùng của nhà máy thì nó chỉ kích thước thùng nó chỉ được là dài 4m9, rộng 1m9 và cao 1m9. Thế nhưng mà với phiên bản thùng của Tây Đô chúng tôi tự gia công thì chúng tôi sẽ ra được cái phiên bản thùng với cái phiếu môi trường đưa ra cái thông số kỹ thuật là dài tới 5m05, rộng và cao 1m9. Cái sản phẩm này thì chúng tôi đóng toàn bộ bằng inox hết, chỉ trừ một số cái ví dụ như là dầm này, hoặc là các cái tay khóa này này thì chúng tôi sẽ làm bằng thép thôi. Bởi vì những cái bộ phận này thì nó không cần thiết phải làm bằng inox, nó chỉ cần cái độ dẻo dai và độ cứng nhất định thôi. Đó. Và xe thì được trang bị đầy đủ cản hông này, cũng như là toàn bộ các cái phần vách ở trên chúng tôi cũng đã bịt kín hết rồi. Đây, cái bạc của bạn căng được đây là khá hợp lý. Thì sau đây tôi sẽ mời các bạn vào xem cụ thể hơn ở bên trong thùng, tôi sẽ mở cụ thể ra cho các bạn xem. Với cái thùng mà chúng tôi tự gia công thì toàn bộ bốn cái vách của hai bửng này và một cái vách bửng đuôi này thì chúng tôi sẽ làm inox dạng là chỉ hơi dập sóng một chút ở hai đầu thôi, còn ở phần giữa này chúng tôi để nguyên là dạng bằng. Và như vậy thì cái xe này nó sẽ giúp cho các bạn quảng cáo thương hiệu tốt hơn, khi các bạn có nhiều chỗ trống hơn để các bạn có thể dán các cái logo thương hiệu của mình trên đấy. Còn về phần xương
Xương hộp đây thì ở dưới thì chúng tôi làm dạng xương hộp là 40, 30, nó vừa phải. Còn ở trên thì chúng tôi làm bằng sắt hộp là 40 x 40, khá là dày dặn. Còn cái inox này thì chúng tôi làm bằng inox 201 và có cái bề dày là 0,8. Thực ra thì cái thùng này, thùng thì luôn luôn là một trong những cái vấn đề rất là sâu và rộng. Còn phải phụ thuộc vào cái công việc cũng như là cái mặt hàng các bạn, và cũng do yêu cầu nữa, với cái mức đầu tư bao nhiêu. Các bạn đầu tư thêm và muốn làm thêm thì chúng tôi vẫn xử lý bình thường, nhưng quan trọng là các bạn phải nói với chúng tôi. Còn ở mức bình quân nhất thì chúng tôi sẽ làm ra một cái chất lượng thùng vừa phải, đủ để cho các bạn có thể cân được cái mức hàng hóa trung bình, không quá đặc biệt thì vẫn ok. Còn về phần sàn, sàn của chúng tôi thì chúng tôi làm cái sàn dày 2,5 ni. Và như các bạn thấy ở đây thì do cái khổ thùng khá là to, vì vậy nên chúng tôi cũng đã hạn chế tối đa cái mức là chúng tôi sẽ không cắt quá nhiều các cái lớp sàn để ghép với nhau. Mà ở đây chúng tôi làm bằng một tấm khổ to, chỉ là hai tấm dọc ghép với nhau thôi, để cho cái các cái chi tiết nó được đồng khối hơn, đồng bộ hơn. Nó hạn chế những cái chi tiết hàn gắn ở trên xe thì nó sẽ không tốt. Và như vậy thì đây, và với cái sàn như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể thấy rằng là cái chất lượng sàn ở đây nó được rất là chắc chắn này, và nó không hoàn toàn không có cái độ võng, thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng cái tuổi thọ của cái sàn này, kể cả khi các bạn trở nặng thì nó cũng sẽ luôn luôn ổn định, nó sẽ không bị võng xuống, và chúng ta sẽ rất lâu nữa chúng ta mới phải trùng tu lại cái thùng. Đấy là chất lượng thùng của chúng tôi. Và ở bên dưới cái phần mà để cõng cái thùng cũng như là các cái phần về tải trọng hàng hóa thì cũng đòi hỏi ở Terra 350 cũng có phải có một cái hệ thống khung cảm giác chi cực kỳ vững chắc cũng như là ổn định để có thể cõng được tải cũng như là quá tải. Thì mời các bạn cùng dõi theo và cái quan sát kỹ hơn về cái phần khung cảm giác chi cũng như là cái cầu, rồi là cái nhíp Terra 350 tải trọng chỉ có 3 tấn 49 thôi. Thế nhưng mà các bạn nhìn trực tiếp ở đây thì cũng các bạn cũng thấy là cái khung cầm này nó có thể so sánh với chiếc xe tải từ 5 tấn rưỡi cho đến 7 tấn. Tôi hoàn toàn khẳng định, hoàn toàn tự tin luôn. Các bạn có thể thấy không? Cái chassis chính của nó này, găng tay tôi là dài 26cm này, tổng chiều này này, cộng với phần này nó đã khoảng 14, thì tổng cái này nó sẽ là khoảng độ 40cm, khá là dày dặn. Ngoài ra thì ở giữa cái chassis nó còn được, chassis chính và phụ nó còn được thêm một cái lớp băng truyền đây, nó sẽ giúp cho cái độ giảm chấn nó sẽ tốt hơn và xe nó sẽ di chuyển êm ái hơn, nó không bị thô cứng cái xe đấy. Và chassis của Terra 350 thì các bạn có thể thấy rằng là nó hoàn toàn không có bất cứ một chi tiết hàn gắn nào cả. Kết nối giữa hai cái chassis với nhau thì chúng tôi làm các cái chắn xô dạng gọi là chúng tôi vít ốc ở đây, chứ chúng tôi không hàn các bạn nhé. Vít ốc thì bao giờ nó cũng sẽ bắt chặt chẽ hơn và nó cũng sẽ ổn định hơn. Và bổ trợ thêm là những cái quang thùng ở đây, chúng tôi làm tới 3 cái quang thùng chia đều ở 3 vị trí của thùng khác nhau đó. Và thực tế ở một số dòng thì cái chassis của chính và phụ nó sẽ liên kết với nhau bằng cái dạng gọi là cái chống xô bằng mối hàn. Như vậy thì nó hoàn toàn là không hề chắc chắn các bạn ạ. Các bạn có thể tưởng tượng rằng khi mà chẳng may nó có cái sự xô lệch thì cái mối hàn nó sẽ rất dễ nhanh gãy cũng như là han gì, hoặc nhanh hỏng hơn là cái việc mà chúng ta bán ốc vào đó. Một cái chi tiết rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để thấy rằng là cái đơn vị đóng thùng đã cực kỳ quan tâm đến cái chất lượng của thùng xe và khách hàng. Còn về phần nhíp thì Terra 350 sẽ có nhíp chịu tải ở đằng sau, phía sau là mỗi bên là 15 nhá nhíp, còn ở đằng trước thì sẽ là 10 lá nhíp. Với cái số nhíp này thì hoàn toàn có thể cõng được từ khoảng độ từ 4 tấn rưỡi cho đến 5 tấn hàng. Đấy, đây là cái mức mà tôi đưa ra, cái mức là đã quá tải và nó an toàn. Ngoài ra khi các bạn chạy những cái cung đường nó khó khăn hơn hoặc các bạn muốn chạy tải nặng hơn thì các bạn phải điều độ cái tần suất của xe. Đấy là cái việc của bền tại người, các bạn phải biết cân đối giữa cái việc chở hàng ở cung đường nào, chở hàng bao nhiêu, nặng nhẹ ra sao để các bạn cân đối. Trên xe tải Terra 350 thì cũng được lắp cái động cơ giống với xe Terra 345L, như tôi đã nói, nó là động cơ công nghệ Isuzu với cái dung tích xi lanh là 2.8, mô men xoắn là 270 Nm và cái công suất thì là 110 PS. Terra 350 thì nó cũng thuộc những cái dòng xe tải nhẹ và vừa thôi. Tức là nếu các bạn chở những cái phân khúc mà nó nặng quá, nó thiên về những cái xe tải to, ví dụ như các bạn chở những cái mặt hàng mà liên quan đến chở cám, mà các bạn chở 80 tấn thì tôi khẳng định là nó cũng sẽ hơi có một chút đấy gì đấy, gọi là nó sẽ nhanh yếu xe. Đấy, đấy là tôi khuyên thật các bạn thôi. Còn đây, toàn bộ phần động cơ đây,
có cả turbo đầy đủ và có một cái quạt gió rất lớn ở đây, có thể giúp các bạn làm mát động cơ nhanh hơn cũng như là lấy gió vào điều hòa. Đó. Vừa rồi là những cái giới thiệu của tôi về cái dòng xe tải Tera 350 này. Nó mới ra thôi nhưng mà trên cơ bản thì nó đã xây dựng trên chiếc Tera 345SL rồi. Nó cũng có cái chất lượng khá là tốt và nó rất là bền. Hầu hết các khách hàng của tôi sau khi mua những cái dòng xe này về thì hoàn toàn là chỉ gọi điện để hỏi thăm thôi. Chứ còn thực tế thì chả phải chê cái gì cả. Tại vì cái dòng xe này nó cũng rất là lành. Cái động cơ của nó thì cũng đã có cái thâm niên hoạt động rất là lâu và ra thị trường rất là lâu rồi. Chẳng qua là sau này thì khi mà nắp xăng Dehan thì các bạn lúc đấy các bạn chưa biết đến nhiều thì các bạn sẽ cảm thấy nó hơi lo lắng một chút thôi. Thế nhưng mà không sao, đã có những người đi trước sử dụng rồi. Và nếu các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì hãy cứ liên hệ với tôi. Còn câu hỏi gì thì cứ đặt ra, tôi sẽ trả lời các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.